suốt 100 phút. Bộ sưu tập với sự tham gia biểu diễn của quán quân chuyên giải áo dài 2016 Hoàng Phúc, Thủy Trần. Quán quân chuyên giải áo dài 2017 Thanh Huy, Thanh Tạo. Quán quân chuyên giải áo dài 2018 Kim Lương, Mai Phương. Quán quân chuyên giải áo dài 2019 Thanh Phong, Nguyễn Trân. Và quán quân chuyên giải áo dài 2023 Đăng Khoa, Kim Phục. Và tiếp nối chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chương trình bộ sưu tập áo dài mang tên Di sản xuyên không gian của nhà thiết kế Dạ Thảo, thương hiệu Team Summary. Thank you.
khi chiếu qua mạng nước. Nhà thiết kế đã cố gắng truyền tải đến quý khán giả bức tranh thiên nhiên tuyệt vời ấy qua những chất liệu tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh và vẻ mong manh của sương mai. Đó cũng là thông điệp mà nhà thiết kế Elephant muốn gửi đến quý khán giả. Hãy gìn giữ sự lãng mạn và lạc quan trong tâm hồn vì chúng ta. Những điều ấy có thể giúp chúng ta nhìn thấy được cảm nhận đúng thực của cuộc sống này. Nhà thiết kế Elephant đã có nhiều bộ sưu tập trình diễn trong các chương trình giới thiệu văn hóa.